Vào lúc 23 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2016, sau khi nhậu xong, Trí, Tý và Trân cùng ngụ tại tỉnh Kiên Giang điều khiển xe chạy chở ba đi từ hướng xã Vĩnh Hòa Hưng Nam lên thành phố Hồ Chí Minh để tìm việc làm. Khi đến ấp 7 xã Dị Trung thì Trí kêu dừng xe và nảy sinh ý định xin tiền của người đi đường. Sau đó Trí phát hiện và lấy trụ cột bê tông bảo vệ hành lang lề lộ kéo ra giữa đường nhằm mục đích cản cho xe dừng lại để ra xin tiền của người trên xe. Đến hơn 1 giờ ngày 10 tháng 1, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang chạy từ Cần Thơ về Vị Thanh. Đến đoạn đường này thì thấy trụ bê tông nằm trên lộ cán qua và dừng lại. Biết sẽ không xin được tiền nên ba đối tượng này xông đến đập xe cứu thương rồi bỏ chạy. Vào 15 giờ chiều cùng ngày thì đối tượng này đã bị công an bắt giữ tại xã Dị Đông, huyện Dị Thủy.